mừng các bạn đến với kênh nhân quả luân hồi Long Dương và Chư Thiên diễn thầm. Trong khi lưu ngụ trên và chung quanh vùng núi của tỉnh Odontani Thani và Nong Khai. Thỉnh thoảng có những vị trời ở quả địa cầu và những vị từ cảnh trời khác đến thăm viếng và nghe Pháp. Mỗi tháng họ đến khoảng một hay hai lần, không được thường xuyên như ở Chiên Mai. Trước kia, trong thời gian hành đào ráo riết, Ngài ở trong vùng núi của Thái Lan, về phía tây thành phố Luang Pha Bang của Dương quốc Lào. Ngài A-cha thuật rằng dưới chân núi có một thị trấn rất đông các vị Long Dương, Naga. Không phải như chư thiên thường nêu lên nhiều câu hỏi, chứ vị thần rắn có ít thắc mắc, nhưng cả hai đều quan hỷ và thích thú nghe dạng giáo pháp như nhau. Trong lúc Ngài A-chan lưu ngụ tại đó, hầu như mỗi ngày đều có Long Dương, Chúa thần rắn đến viếng, thường đến với một nhóm nhỏ tùy tùng, trừ những trường hợp đặc biệt. Thì có đông đạo những gì đi theo Và khi đến đông như vậy Họ thông báo trước cho ngài biết Các vị thần rắn Naga Tích đến vào lúc đêm muộn Khoảng 10 giờ Có lẽ vì nơi ngài ở cách xa làng Và vì vậy rất yên tĩnh Ở các nơi khác họ thường đến muộn hơn Lòng dân chúa lấy làm cảm phục ngài Pha-a-chan Và cung thỉnh ngài ở lại càng lâu càng tốt Để giúp đỡ chư vị thần rắn Lòng dân Chúa thường gửi người của mình, chưa gì thần rắn đến canh gác và bảo vệ ngài. Họ không dám lại quá gần mà lấy độ ở xa xa để có thể bao quát toàn dụng. Chư thiên thì thích đến muộn hơn các vị thần rắn, từ nửa đêm đến một hay hai giờ sáng. Thường như vậy khi địa điểm ở xa làng mà chỉ có một nhóm nhỏ đến sớm hơn giờ đó. pháp hành thường nhật vào tuổi trung tuần, thuyết giảng cho những vị khách vô hình. Thường ngày sau khi đồ thực vào buổi sáng, Ngài Achan bắt đầu thiền hành cho đến khoảng giữa trưa. Ngài nghỉ trong một thời gian ngắn, rồi bắt đầu thiền tòa trong một tiếng rưỡi và trở lại thiền hành. Vào lúc 4 giờ chiều, Ngài quét sân chùa hay nơi đang cư ngụ. Quét xong, Ngài đi tắm và tiếp tục thiền hành đến 8 hay 9 giờ tối, rồi ngồi thiền trở lại. Nếu vào mùa khô hoặc trong những ngày không mưa, Ngài tiếp tục đi kinh hành đến khuya. Trước khi đi nghỉ, chân trọng hay phản dùng làm nơi nghỉ của Ngài. Nếu lúc đó đã quá khuya, thì Ngài đi nghỉ ngay. Nhưng thông thường, Ngài đi ngủ vào lúc 11 giờ đêm và thức dậy khoảng 3 giờ sáng. Hôm nào có một nhóm chư thiên đến để nghe giảng pháp, Ngài được thông báo vào buổi chiều. Ngài đi nghỉ sớm nếu họ đến rất muộn, hoặc ngày thức để chờ nếu họ đến khoảng nửa đêm. Đôi khi ở một vài nơi, cả nhóm chư thiên trên quả địa cầu và những gì đến từ một cảnh trời khác cùng đến nghe Pháp trong một đêm. Ngài Achan thuyết giảng một thời ngắn cho nhóm đến trước và đáp thắc mắc quan trọng và nói với họ rằng có một nhóm khác sắp đến. Nhóm đầu tiên này cung kính giả từ và nhóm kia thế chủ. Các thời pháp thuyết giảng cho những nhóm chư thiên khác nhau này thường dựa trên đề tài giáo pháp xuất hiện tới ngài khi ngài suy ngẫm xem cần giảng gì. Cũng có khi một vị lãnh đạo của nhóm tỏ ý muốn nghe về một khía cạnh đặc biệt nào của giáo pháp. Ngài suy niệm một lúc rồi thuyết giảng cho họ nghe như ý nguyện. Thỉnh thoảng, ngài phải yêu cầu họ giải thích thêm về chủ đề họ muốn nghe vì thuật ngữ họ dùng khác với thuật ngữ mà Ngài biết. Có khi một nhóm chư thiên muốn nghe về một bài kinh mà Ngài cũng biết tên. Nhưng khi Ngài bắt đầu giảng thì quá ra là bài kinh khác hẳn. Trong trường hợp như vậy thì họ xin ngưng và nói Ngài rõ. Mặc dù lưu ngụ ở những nơi quan vắng xa dân cư, Ngài A-chan vẫn thường bận tiếp đón và giảng dạy những vị khách vô hình chư thiên trên quả địa cầu, chư thiên ở các cảnh trời khác, các chư vị thần rắn, naga. Có khi nhiều nhóm khác nhau trong một đêm. Trong trường hợp đông khách như vậy, Ngài phải lên lịch cho họ. Hiếm có đêm mà không có nhóm khách nào đến thăm. Khi ở gần làng hay gần thị trấn thì có đông người hơn. Và Ngài tiếp họ vào buổi chiều hoặc lúc tối. Rồi Ngài dạy chư vị tỳ khưu và Samanera đệ tử đã theo Ngài để được hướng dẫn và dạy dụ. Những thời pháp cho người và chư thiên so sánh khả năng lĩnh hội. Về phương diện thuyết giảng, Ngài A Cha nói rằng có sự khác biệt đáng kể giữa người và chư thiên. Các vị trời hình như có khả năng lĩnh hội giáo huấn dễ dàng hơn người. Trước mặt vị thầy, họ cũng tỏ ra tôn kính sâu đậm hơn không bao giờ có vị nào sinh tâm bất thiện đối với ngài mỗi cử chỉ của họ đều thật thanh nhã dễ chịu dù lúc đến lúc thính pháp hay khi ra đi bao giờ họ cũng yên lặng trầm tĩnh khoan thai và dịu hiền mỉa mai thay thuyết pháp cho người trong cảnh người nghe đôi khi trở thành khó khăn cho cả ngài và người nghe dù lặp đi lặp lại và giảng bằng nhiều cách khác nhau họ vẫn lãnh hội rất ít và ngoài tình trạng kém khả năng lĩnh hội, trong vài trường hợp, họ còn tỏ ra xem thường và đôi khi phê bình, chỉ trích. Thời pháp này nói gì? Tôi không hiểu đầu đuôi gì cả." Họ nghĩ vậy. "Tôi biết có một vị tỳ khưu khác còn giảng hay hơn vị này nhiều." Có những người khác tự kiêu, tự so sánh mình với ngài. "Trước kia tôi hành còn hơn như vậy, hơn vậy nhiều." Họ nghĩ như thế. Thường trong ngày khi tôi giảng pháp, người nghe cười đến đau bụng thôi, không bao giờ có ai buồn ngủ. Trong những thời pháp vấn đáp, có hai vị tỳ khưu luân phiên, vị này hỏi vị kia giải đáp, rồi vị kia vấn, vị này đáp còn vui hơn nữa. Tính dạo của chúng tôi không ngừng vui thích hả hê, cười từ đầu chí cuối. Và cũng có người nghĩ, người ta nói rằng A-chan có thể đọc được tâm của kẻ khác Tại sao ngài không biết ta đang nghĩ gì ngay trong giờ phút này? Nếu biết, ác ngài đã bảo rằng nghĩ như vậy là sai. Có vậy, ta mới tin chắc rằng ngài có thể đọc tâm của người khác. Càng tệ hại hơn, vài người đến đây để tìm lỗi ngài, mà không phải để làm gì khác. Họ đến với ý nghĩ là mình đã hơn ngài, và không bao giờ lưu tâm đến lời dạy hay để ý lắng nghe những thời pháp của ngài. Pháp nào họ cũng nghe từ lỗ tai này chạy sang lỗ tai kia, như nước chảy đầu dịch. Khi nói đến những chuyện này, Ngài A Chan khúc khích cười. Có lẽ, Ngài thấy buồn cười một chút khi thỉnh thoảng gặp những người thông minh như vậy. Một hòn núi kiêu hạnh Rồi có những người mang đến đầy niềm kiêu hãnh từ cao tự đại của họ. Không biết làm thế nào họ có thể đi đứng bình thường được với đôi vai nặng trĩu hòn núi kiêu hãnh như thế. Cùng khắp bên trong họ chỉ là những đống tự tôn, tự kỷ, to lớn đến độ làm kinh sợ, không phải đáng thương hại. Những người như thế đáng lý, không giảng pháp cho họ. Nhưng đôi khi không thể tránh, và Ngài ở vào thế phải giảng qua một thời pháp miễn cưỡng. Không có đề tài giáo pháp nào phát sinh trong Ngài cả. Ngài A-cha nói rằng có thể là các đống từ kêu của họ đã làm cho giáo pháp kinh sợ và bỏ chạy đi mất, để lại ngài một mình cô đơn không người giúp đỡ, giống như con búp bê không hồn bị những mũi kim của lòng dạ hiểm độc đâm chích. Trong dòng các đệ tử thân cận, ngài hồi nhớ các diễn biến ấy và nói: "Dù sao những điều họ nói cũng đúng. Lúc ấy, thầy cũng hình như cùng trí cố tìm ra một đề tài thích hợp cho họ." nhưng tại sao thầy lại có thể hy vọng tìm ra cơ chứ họ giống những khúc gỗ hơn là con người ngài cười nghe vậy vài người trong nhóm đệ tử bắt đầu rung. không phải vì lạnh mà vì sợ nghĩ rằng nếu có tư tưởng như những đống từ kiêu này thì quả thật nguy hiểm ngài a cha nói rằng chỉ khi nào không thể tránh ngài mới giảng cho họ một thời pháp bởi vì đối với những người như thế giáo pháp cũng dường như thuốc độc, chỉ tạo hậu quả tai hại. Và đó là vì lòng bất kính và ý định bất thiện của họ, không phải tại giáo Pháp. Giáo Pháp chỉ ban rãi hỗ trợ vô cùng quý báu đến người nghe với tâm lễ độ tôn kính. Chính thái độ tinh thần là nguyên nhân của sự khác biệt giữa những người khác nhau cùng nghe giảng một thời giáo lý. Có người như thể bị thiêu đốt và bực bội, trong khi ấy người khác cùng lắng nghe thờ Pháp ấy cảm thấy quan hỷ, phấn khởi nhẹ người như bay được. Ngài A Chan thực tình muốn giúp những gì có tâm sai quấy ấy và làm giảm bớt hậu quả tai hại cho họ, nhưng không có cách nào. Có lần ngài nghĩ rằng cứ cố gắng hỗ trợ, nếu không tạo lợi ích cho họ thì cũng không gây tai hại. Nhưng rồi cũng không làm gì được. Không bao giờ họ ngừng nuôi dưỡng tâm ganh tị bất thiện và phát ra những hậu quả hiểm độc từ thiêu đốt chính họ và vẫn không màng lưu tâm đến giáo pháp. Như vậy, đối với Ngài, và dạ cho người quả thật là rất khó, kể cả khi họ đến từng nhóm nhỏ. Thế nào cũng có người tâm địa bất thiện đến để chọc tức, xem Ngài có bao giờ nổi sân không. Nhưng rốt cùng, khi làm hết cách để phá rầy và chọc giận, họ chỉ kiệt sức vô ích. Những người ấy sẽ phải đón nhận số phận của họ, gặt khá những gì họ đã cố tình gieo. Một lần nữa, Ngài thương hại họ. Nhưng cũng có những người đến gặp Ngài với mục đích trong sạch và thành thật tin tưởng nơi Ngài. Những gì này được giáo huấn và đào luyện đúng với mức độ chín mùi và xu hướng của họ. Tuy nhiên, số này ít hơn số người có ý kiến cuồng điên và ngoan cố. Cũng vì hạng người cuồng điên, Ngài Ngài thường thích sống đơn độc trong những vùng rừng núi hoang du. Nơi Ngài có thể tận lực chuyên cần như ý muốn mà không bị quấy rầy dù muốn nhìn đâu không có chi làm mắt sao lãng hay tâm khuấy động tiếng đồng của thú và tiếng kêu lạnh lót của chim rừng đối với ngài giống như nhạc thiều ca khúc của cảnh trời giờ nào trong ngài cũng có thể nghe từ cành cây hay từ trong rừng vọng lại ngài và tất cả buôn thú đều sống chung thanh bình và hòa điệu mỗi bên theo lối sống của riêng mình không ai sợ ai không ai gây hiểm họa cho ai. Giữa khung cảnh thiên nhiên, tiếng du dương của rừng núi, tâm ngài trầm tĩnh tắm trong dòng suối mát mẻ yên tĩnh, rồi chảy vô cùng tận. Bất luận có suy nghĩ nào thì cũng hướng về việc chứng ngộ giáo pháp. Tất cả rõ ràng, cuồn chảy vào tâm. Dù có chết có đến, lúc bấy giờ, sẽ không gì khác hơn là trạng thái hoàn toàn buông xả và từ khước một sự ra đi yên tĩnh và thanh bình trong rừng sâu tâm không dương dấn đến hiện tượng tự nhiên đang xảy đến thân. Đó là tình trạng nhập diệt của phần lớn chư vị A-la-hán. Đến một mình, các ngài trầm tĩnh lặng lẽ ra đi một mình. Vì đó là cách từ giả cõi đời một cách tự nhiên. Các ngài không bị đau khổ và buồn phiền khuấy động vì đã buông bỏ tất cả lại nơi mà nó thuộc về trong thân. Đó là lối sống và lối tịch diệt của chư vị thánh nhân tất cả mọi ô nhiễm đều hoàn toàn được thanh lọc. Với tình trạng tận diệt mọi ô nhiễm, các ngài tuyệt đối thanh tịnh. Khi thanh tịnh, các ngài buông xả. Đối với chư thánh đệ tử, gánh nặng càng giới càng cố gắng đặt xuống. Với hạng người phàm tục ở thế gian thì khác. Gánh càng nặng, càng cố gắng làm cho nó nặng thêm. Đã quản đi gánh nặng, các vị thánh đệ tử sống như cái không. Các ngài hết việc làm. Nói theo ngôn ngữ thông thường, vì đã đạt đến mức cùng tột, không còn gì nữa cần phải làm. Nhưng các ngài không thất nghiệp, vì có ai có thể thuê các ngài. Trong thực tế, còn nhiều khác biệt nữa giữa chư thiên và loài người. Nhưng trên đây chỉ kể lại vài điểm còn nhớ được. Những điều này có thể hữu dụng cho những ai quan tâm. Trong phần sau, còn vài câu chuyện liên quan đến chư thiên. Những người và chư thiên đã được đề cập đến ở phần trên sống vào thời vài thập niên về trước và như vậy có thể đổi thay theo định luật vô thường hy vọng rằng những tiến bộ về ngành giáo dục của thời hiện đại tất cả đều chuyển biến để trở thành tốt đẹp hơn cho họ cho xã hội của họ hay rộng rãi hơn cho đất nước của họ <laughs>